Rồi, chúng ta sẽ set cho cái user IT1 được quyền log on tại hệ thống ha. Các bạn sẽ vô trong cái phần group policy. Group policy. Sau đó thì ở trong phần này nó có phần domain nè. Nó có phần domain controller. Domain controller tức là chính cái máy server. Domain controller ở đây chúng ta sẽ edit. Trong này thì computer policy Windows setting. Windows setting các bạn sẽ có phần security local policy. Trong phần local thì nó có phần user right. User right thì mình đang có mong muốn là sẽ cho cái IT1 được phép log on tại máy cục bộ. Lúc nãy là mình log on không được rồi. Đó, cho nên là mình sẽ vô trong cái phần là cho phép log on tại local nè. Và lúc nãy là thầy add cái thằng IT1 rồi cho nên nó đã có. Bây giờ mình sẽ vô đây, nếu trong trường hợp này chưa có thì các bạn sẽ bấm vô thêm user hoặc group. Và mình sẽ chọn browse. Các bạn gõ vô IT1 check name. Đây, IT1 đã có. Ok. Apply được. Như vậy thì sau khi mà chúng ta thực hiện cái quyền như thế này thì IT1 sẽ được log on ngay tại hệ thống. Và IT1 làm được gì? Vậy mình sẽ thử đối với là IT1 xem thử là sau khi mà mình đã thực hiện là cho phép log on tại máy server thì mình sẽ log on lại thử được hay chưa. Log off ra lại, sign out cái quyền admin ra. Và đối với lại cái chỗ này chúng ta chọn order và chúng ta chọn IT1 password 123 và được phép log on tại server. Đã được phép log on tại server. Bây giờ sau khi log on rồi, đối với IT1 mình sẽ làm được gì? Ví dụ vô đây chọn shutdown. Không được. Không có quyền. Đó. Được chưa? Mặc dù là log on được rồi đó, nhưng mà vô đây không có quyền làm gì hết á. Rồi, bây giờ mình quay trở ra. Mình log off nó ra, mình vô admin mình set cho nó cái quyền là được quyền shutdown. Rồi, chỗ này mình quay trở lại. Password 123. Và mình quay trở lại cái policy hồi nãy để mình set cho nó là cái IT1 đó được quyền shutdown. Drop policy. Default domain controller. Policy window. Security. User right. Thì trong này chúng ta sẽ đi xuống dưới. Nó có cái quyền shutdown hệ thống. Mở cái này lên. Và mình thêm vô đây là IT1 check. Ok. Apply. Như vậy thì IT1 ở trên này là được quyền log on tại máy server. Và thêm một cái quyền nữa là IT1 có quyền shutdown hệ thống. Trong này có rất là nhiều quyền, nhưng mà mình sẽ cập nhật những cái quyền này từ từ. Như vậy sau khi mà chúng ta đã có cập nhật cho policy thì chúng ta nhớ
dùng lệnh để cho nó cập nhật tức thời. Sau khi nó cập nhật tức thời thì chúng ta quay trở lại, chúng ta log vô lại với cái KT1, với IT1, chúng ta xem thử quyền của nó có được shutdown không. Bây giờ chúng ta sẽ vào hệ thống với cái user là IT1. Và chúng ta đang ở đây IT1, chúng ta sẽ vào lại Start menu. Chúng ta bấm shutdown thì đã xuất hiện cái menu shutdown và restart. Như vậy thì tại sao mà chúng ta phải bảo mật đến mức đó? Tại vì đôi khi chúng ta trong công ty của mình không phải là lúc nào mình cũng ở công ty, mà mình có thể ủy quyền cho một nhân sự nào đó, cho một người nào đó, mình bảo là tí nữa vào trong server đó tắt máy giùm cái. Nhưng mà người ta hỏi quyền admin là gì, mình không đưa. Bởi vì nếu mà đưa quyền admin thì người ta vô người ta làm đủ thứ trong đó. Như vậy thì mình chỉ cấp cho cái người này chỉ có là log on được hệ thống và set down thôi, chứ không làm gì hết. Đó. Như vậy thì trong trường hợp này, giả sử bây giờ là mình đang vào bằng quyền admin đi. Ví dụ mình đang vào hệ thống bằng quyền admin. Mà cái bạn IT1 này là mình đã cung cấp cho người ta cái quyền là được shutdown. Giả sử bây giờ là ở trong này chúng ta đang, đối với user này chúng ta đang log lại là admin đi đâu đó rồi. Không có bát của admin. Vậy thì yêu cầu shutdown. Đó, một là yêu cầu shutdown ở đây, hai là bạn sẽ chuyển user, chọn order user, chọn IT1 bat. Như vậy thì các bạn IT1 này vào bên trong và bắt đầu thực hiện shutdown hệ thống, mặc dù là server đang mở với quyền admin thì IT1 vẫn có thể vào bằng cách là chuyển tài khoản. Đó, mục đích của chúng ta là thiết lập cho phép user được quyền log on tại máy cục bộ. Và chỉ có IT1 thôi, những cái user khác không được. Tạo domain group. Tạo domain user. Cái này là mình tạo cái group và tạo user thì bữa hôm trước mình cũng đã thực hành ở trên cái bài hôm trước rồi. Đó là